Xin chào các bạn đã đến với kênh của bà Nana Cộng Hòa Séc. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan khu vực kinh thành của vua chúa Séc ngày xưa. Chúng ta sẽ tham quan lâu đài, nhà thờ, vườn thượng uyển và cung điện mùa hè. Lúc này mình đang đứng ở cầu tình và nhìn lên thì lâu đài ở ngay trước mặt. Đó là biểu tượng cổ kính của Praha, là cơ sở văn hóa quan trọng của Cộng hòa Séc và cũng là niềm tự hào của người dân Séc, bởi vì qua bao nhiêu thế kỷ và bao nhiêu cuộc chiến tranh, những công trình này vẫn giữ được nguyên vẹn và đẹp mãi cùng thời gian. Bây giờ chúng ta sẽ đi từ ngoài đường đi vào thì chúng ta đi qua nhà sư tử. Đây là vườn thú đầu tiên của Praha, xây dựng từ thời Phục Hưng và hoạt động cho đến năm 1740. Vườn thú này không mở cửa cho công chúng mà chỉ là nơi giải trí riêng của hoàng đế và các vị khách của ông. Sau nhiều thay đổi thì hiện nay nó là một nhà hàng như các bạn đã thấy. Tiếp theo thì đây là vườn thượng uyển. Khu vườn hoàng gia này diện tích 3,6 ha được thành lập năm 1534 trên nền của những vườn nho cũ thời Trung Cổ. Ở đây trồng những loại thực vật quý hiếm và kỳ lạ, không tương ứng với vùng sinh thái của Trung Âu. Khu vườn được thiết kế theo phong cách Phục Hưng, theo thời gian thì nhiều tòa nhà được thêm vào. Kia được gọi là nhà Tổng thống, các đời Tổng thống đã từng ở đây. Từ năm 1938 cho đến khoảng giữa những năm 90 thì về sau không dùng nữa. Nơi đây là một trong số ít những nơi thư giãn yên tĩnh ở trung tâm Praha. Một con công đang thong thả đi dạo thì rơi vào tầm ngắm của các nhà đạo diễn nghiệp dư. Các nhà đạo diễn chỉ đạo nghệ thuật mãi mà chị công ta cứ tỉnh bơ, chả có phản ứng gì hết cả. Ở đây không trồng nhiều hoa nhưng đi dạo cùng những cây lạ và nhiều năm tuổi cũng có những cái thú vị riêng. Cây này mình lại nhớ đến cây lá me của Việt Nam này. Đài phun nước Hercules có niên đại từ năm 1670. Tác phẩm điêu khắc mô tả vị anh hùng đang chiến đấu với một con chó ba đầu với cái đuôi rắn. Con chó ba đầu trong thần thoại Hy Lạp là con vật canh giữ ở cổng địa ngục. Trong vườn có rất nhiều giống cây thân gỗ lạ được nhập khẩu từ nước ngoài. Có nhiều cây cổ thụ đã vài trăm tuổi. Hôm nay là một chiều đầu thu, nắng rất đẹp nhưng ở đây cũng không có nhiều người đi dạo. Chúng ta hãy tận hưởng những khoảnh khắc yên tĩnh bình an mà những người trong hoàng gia ngày xưa thường tận hưởng nhé. Tôi nghe thoáng qua hồn mình vừa thành một quân vương. Quân vương đang đi trong vườn thì hát các bạn ạ. Cụ cây này cũng cổ lắm này, mấy trăm năm tuổi rồi đấy. Đây là phòng khiêu vũ thời Phục Hưng được hoàn thành vào nửa sau của thế kỷ 16. Ban đầu được sử dụng để chơi các trò chơi bóng như là tennis. Năm 1945 thì nó bị trúng đạn pháo và bị thiêu rụi. Trong một cuộc tái thiết lớn vào năm 1952, mái vòm được khôi phục và ở một trong những mái vòm đó, biểu tượng 5 năm tuổi của Cộng sản đã được thêm vào. Đó là con số 5 bên trong bánh răng cùng với một cái liềm và một cây búa. Bức tượng điêu khắc câu chuyện về bóng đêm, một bức tượng phong cách Baroque được đặt ở trước phòng khiêu vũ từ năm 1734. Bức tượng này có hình một người phụ nữ đang ngủ, mặc một cái vải xếp hình ngôi sao tượng trưng cho bóng đêm và ngồi trên cánh của một con cú, loại chim sống về đêm.
Ở trên có hình tượng một người đàn ông trẻ không ngủ mà giống như là đang bay lơ lửng, tượng trưng cho mặt trăng đang mọc. Tác phẩm thể hiện chu kỳ tự nhiên của đêm và ngày luân phiên. Lúc ở đây mình nhớ là mình nghe thấy có cái tiếng gì rất là lạ, cứ như là từ dưới lòng đất vọng lên, cứ u u u. Bây giờ nghe thì lại chả thấy đâu nữa. Các cột này nhìn xa tưởng giống nhau nhưng lại gần thì rất nhiều hình ảnh và những khuôn mặt khác nhau với những chi tiết rất là tỉ mỉ. Đây là cung điện mùa hè của nữ hoàng Anna, tòa nhà thời Phục Hưng giữa thế kỷ 16. Trên bức tường có chạm khắc hình vua và hoàng hậu Anna thời đó. Đây là nơi giải trí của hoàng gia, tổ chức các buổi dạ hội và lễ hội. Đài phun nước hát nằm phía trước cung điện mùa hè là một kiệt tác của người thợ rèn đến từ Brno, thiết kế được tạo ra bởi nhà điêu khắc và họa sĩ người Ý. Nặng 5.121 kg, được làm bằng đồng mềm, 94% đồng, 6% thiếc. Trục của cột được trang trí cầu kỳ với các họa tiết tượng hình các nhân vật thần thoại, đỉnh là tượng người thổi kèn. Gọi là đài phun nước biết hát vì nước rơi trên đĩa đồng phát ra âm thanh du dương. Nếu đặt tai từ đáy bát đồng lên, người ta sẽ nghe thấy âm vang trong vùng. A, âm thanh của nước rơi gợi nhớ tiếng chuông rất xa của tất cả các chuông ở Praha. Đài phun nước này chỉ phun nước vào mùa xuân và mùa hè. Tiếc là bây giờ đã mùa thu rồi, trên là nước không phun nữa. Nên là mình không nghe được tiếng hát của nó, nhưng mà mình lại có dịp để nhìn ngắm nó thật kỹ. Còn đây là nhà kính trồng các giống cam, chanh, hạnh nhân và các hệ thực vật Địa Trung Hải. Từ khu vườn nhìn sang thì bên kia là lâu đài. Lâu đài được bao quanh bởi các sườn dốc, những con mương và hào được đào vì lý do phòng thủ. Ra khỏi cửa sau của vườn Thượng Uyển thì chúng ta sẽ đến thăm lâu đài. Ở đây có người canh gác nhưng kiểm tra an ninh đã được thực hiện từ cửa ngoài rồi. Lâu đài Praha là cung vua truyền thống của các vị vua Bohemia, được thành lập khoảng năm 880, với chiều dài 570m, rộng 130m. Là lâu đài cổ lớn nhất thế giới, lớn hơn cả lâu đài Windsor của Anh. Khoảng sân rộng này, các nhiếp ảnh gia và các nghệ sĩ tạo dáng có thể thoải mái tác nghiệp. Nhà thờ Thánh Vít nằm trong tòa thành lâu đài, được xây dựng vào năm 1344 và sau 600 năm mới hoàn thành. Đây là nơi truyền thống dành cho các lễ đăng quang của các vị vua và cũng là nơi an nghỉ cuối cùng của họ. Ngoài các vị vua và các vị quý tộc Bohemia thì một số các vị thánh và các kiến trúc sư thiết kế nhà thờ cũng được chôn cất ở đây.
Đây cũng là nơi cất giữ các báu vật của các nhà vua Bohemia. Các cánh cửa bằng đồng được trang trí bằng những bức phù điêu với những cảnh từ lịch sử của nhà thờ và những truyền thuyết về các vị thánh. Nhà thờ Thánh Vít là ví dụ nổi bật của kiến trúc Gothic. Các con quái vật gác cổng trang trí thường mang hình dạng người hoặc động vật có cánh, bốn chân hoặc hai chân, được sáng tạo theo cảm hứng thần thoại. Chúng thường há to miệng và đeo một cái máng xối trên lưng. Những vật trang trí này đồng thời cũng có tác dụng đảm bảo thoát nước mưa từ mép mái đến một khoảng cách nhất định. Chính giữa là bức tượng thánh Voi Trạch, một vị thánh tử vì đạo của người Séc. Hộp sọ của ông được lưu giữ trong hộp kính ở một góc khác trong nhà thờ. Kích thước nhà thờ là 124 x 60 m, chiều cao mái vòm là 33,2 m. Người xây dựng bậc thầy đầu tiên là một kiến trúc sư người Pháp được giao chỉ đạo các công việc về nhà thờ năm ông 54 tuổi và ông mất sau đó 8 năm. Thay thế ông là một kiến trúc sư người Đức khi đó mới 23 tuổi. Người kiến trúc sư trẻ tài năng này cũng là người thiết kế cầu tình Praha. Xung quanh gian giữa của nhà thờ thì có 19 nhà nguyện khác nhau của các vị vua và hoàng hậu. Không gian linh thiêng và nghệ thuật trung tâm của nhà thờ là nhà nguyện Thánh Václav, được xây dựng trên ngôi mộ ban đầu của Thánh Václav dưới hình thức một ngôi đền riêng biệt. Phía trên các bức tường có các bức tranh mô tả về cuộc đời của vị thánh, và sau bàn thờ của ông là một cánh cửa nhỏ với 7 ổ khóa, các chìa khóa do 7 người nắm giữ. Cánh cửa này dẫn đến phòng vương miện, nơi lưu giữ vương miện và các báu vật của nhà vua, được trưng bày cho công chúng khoảng 8 năm một lần. Thánh Václav là vị vua nhân từ được nhân dân yêu quý tôn là một vị thánh và cũng là người sáng lập ra nhà thờ này. Hôm nay là ngày 28 tháng 9, là ngày mà khi xưa ông bị ám sát bởi em trai của ông nên nhà thờ đang tổ chức làm lễ. Thank you.
Nhà thờ có hai chiếc đàn đại phong cầm. Chiếc đàn ở trên được làm vào thế kỷ 18 nay đã hỏng chỉ để trang trí. Chiếc đàn ở dưới được làm vào năm 1929-1931 và mới được đại tu vào năm 1999-2001. Hoạt động hoàn toàn là khí nén với 4.475 ống sáo và kèn. Nơi đây cũng là nơi chôn cất vị thánh Ioan Nepomuc, một vị thánh tử vì đạo của Séc. Bia mộ của ông không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời mà còn là một kho báu khổng lồ, làm bằng kim loại trắng quý hiếm được làm từ năm 1733 đến 1736. Phía sau bàn thờ chính là bia mộ của các vị giám mục đầu tiên và một bức tượng của một vị hồng y giáo chủ. Đây là lăng mộ thời Phục Hưng của vua Ferdinand I và vợ ông là Anna năm 1589. Lăng mộ được bảo vệ bởi một tấm lưới trang trí thời Phục Hưng và các mặt của nó mô tả các vị vua và hoàng hậu của Séc, được chôn cất trong hầm mộ ở phía bên dưới. Có rất nhiều các cửa sổ kính màu mô tả các cảnh trong câu chuyện về sự sáng tạo trong Kinh Thánh.
phía nam được gọi là cổng vàng, cao 96,6 mét, được đặt tên theo nền vàng của bức khảm phán quyết cuối cùng. Bức tranh khảm thủy tinh độc đáo phán quyết cuối cùng miêu tả sự phán xét của cơ đốc giáo đối với con người vào ngày phán xét, khi mà mọi người được xét xử đến thiên đàng hay địa ngục tùy theo việc làm của họ. Chúng ta ra ngoài cổng thì gặp được vị hoàng đế của thế kỷ 14 đang ngự ở đây. Ngài rất là gần gũi với lại dân chúng. Đây là vị tổng thống đầu tiên của nước Cộng hòa Tiệp Khắc. Từ năm 1918 thì lâu đài trở thành trụ sở của tổng thống. Đứng ở đây ta có thể ngắm nhìn toàn cảnh Praha với những ngọn tháp nhà thờ và mái ngói đỏ tươi. Có thể bỏ 10 cu vào ống kính này để nhìn cho rõ. Ở đây có một bậc thềm rất kỳ lạ mà khi đứng vào hình tròn này nói gì ta cũng thấy âm vang rất là xa. Các bạn hãy đến đây để trải nghiệm sự thú vị đó.
Chúng ta đi xuống bậc thang để đi xuống phố. Ở khu thành cổ còn một khu gọi là phố vàng. Lần sau mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Video này đã khá dài nên mình kết thúc ở đây. Các bạn đừng quên nhấn đăng ký để xem tiếp ở phần sau nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và chào tạm biệt các bạn.